Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh youtube audio kiếm hiệp thân mến Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 345 của bộ truyện tiên hiệp dài tập nhân đạo Chí tôn tác giả Thạch Trư Qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy Trước khi nghe chuyện các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị Khánh Duy xin chân thành cảm ơn và bây giờ để không mất thời gian mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện theo phần trước lại nói lúc bấy giờ trung nhạc toàn lực duy trì tới khởi khu lân hồi thứ bảy phất đóng táo một cái tốc độ của thiên dực của thuyền nhất thời tăng nhiều lao thẳng về phía đạo giới chi môn cùng lúc đấy đại tư mệnh cũng nâng sinh mệnh của thụ lên nhanh chóng tiến về phía đạo giới chi môn lần này chính là thể cơ hiếm có toàn bộ lực lượng của đạo giới chi môn cơ hồ đều dùng để ngăn cản lân hồi đằng kéo đạo giới vào trong luân hồi sẽ vô lực ngăn cản bọn đại tư mệnh và phong ngũ trung đi vào trong đạo giới chi môn hiển nhiên Đại Tư Mệnh cũng đã động tâm tư, nghĩ muốn nhân cơ hội này tiến vào đạo giới để thăng cảnh giới của chính mình lên tới đẳng cấp của đạo thần. Đại Tư Mệnh đừng quên nước đính giữa hai chúng ta kìa. Thanh âm của Trung Nhạc từ xa xa chuyển tới nói, khế ước hỗn đốn không dễ dàng có thể làm trái như vậy đâu. Bệ hạ yên tâm. Thanh âm của Đại Tư Mệnh vang lên chính là tiên thiên thần ngữ, cổ lão ba động cực kỳ êm tai. Ta đây là muốn đối phó với mấy tôn đạo thần kia kéo đạo giới vào luân hồi hủy diệt đạo giới cũng không phải là muốn trở thành đạo thân trong đạo giới tàn phá này trong đạo giới chi môn gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đã bước vào trong cánh cửa trang diện nhất thời trở nên hỗn loạn cánh hoa hỗn độn liên đột nhiên nở rộ ra bốn phía chỉ một thoáng đã chặn đầy toàn bộ cánh cửa gã thần nhân hỗn độn kia lập tức xuất thủ đánh ra một quyền một tiếng ầm vang thật lớn đóa hoa gian kia đã bị đánh xuyên ra một cái động lớn hắn vừa mới định tiến vào đạo giới chỉ thấy trong động khẩu chợt xuất hiện một tôn tứ diện thần mạnh mẽ ngăn cản hắn tiến vào hai vị tồn tại đáng sợ trong phút chốc giao phong một chiêu tứ diện thần dơ lên một tiếng thân thể viết ngạn từ trong cái động lớn bay ngược về phía sau mà gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia cũng bị chấn trong lặng choàng lui về phía sau mấy bước rời khỏi đạo giới chi môn hỗn độn là hỗn độn sao cả hai gã thần nhân đều xuyên qua đó hoa sen hỏi cùng một câu hỏi cùng lúc đấy động khẩu của đóa hoa sen nhanh chóng khép lại nhưng lại bị gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đánh một quyền mở ra tiếp theo từng sợi từng sợi luân hồi đẳng nhân cơ hội chui vào cái động lớn trên đóa hoa sen cành lá sợi rễ giao thoa đan sen xoay quanh địa phương đóa hoa sen bị đánh vỡ diệt thành một mạng lưới chi chi chít chít ngăn cản đóa hoa sen tiến hành chữa trị gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia nhân cơ hội bước vào động khẩu chỉ thấy một đạo quang mang đột nhiên chém xuống chành một tiếng chém lên trên cần cổ của hắn Bạch Đế tay cầm quang mang, dùng ánh sáng làm kiếm, kiếm pháp vô cùng lăng lệ. Tôn Bạch Đế này cũng không phải là cấu thân, cũng không phải là chân thân, mà là nửa thân đạo thần, chiến lực cực kỳ kinh người. Bất quá, một kiếm này chém xuống, lại đã tăng ngộ nhất niệm vạn sinh giới trên cần cổ của gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia. Bạch kiếm cắt vào từng tầng, từng tầng không gian, từng cái từng cái thế giới, nhanh chóng xuyên qua, nhưng thủy chung vẫn còn cách cần cổ của hắn một tia chỉ là nửa tôn đạo thần, cút ngay gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia cũng chém ra một kiếm bạch quang diệu thế lóe sáng chém bay bạch đế đạo hữu khởi nguyên đạo thần đột nhiên bước tới hoành ngang trước mặt gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia hắn cười ha hả nói đạo hữu cho tới bây giờ vẫn chưa từng lộ ra chân diện mục lại nghĩ muốn bước vào đạo giới chỉ sợ không thể những người mong muốn được đâu đại tư mệnh lập tức tới rồi quang mang toàn thân gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia sáng ngời không ngừng chấn động hắn lạnh nhạt nói ngươi là muốn ta và đại tư mãnh cùng với công ngươi hay là tránh ra một bên để cho ta trở thành đạo thần đây khởi nguyên đạo thần thoáng có chút do dự xung quanh hắn luân hồi đẳng vẫn đang không ngừng xẹt xẹt xuyên qua đạo giới chi môn bắt đầu cắm rễ vào trong đại đạo của đạo giới hấp thu năng lượng của đại đạo đạo giới từng mảnh từng mảnh lá dây leo tung bay không ngừng lạc ấn về phía thiên không đạo giới đây là trung nhạc đang dung hợp lực lượng của chư đế và chư thần lại là một cỗ tiến hành tiến luyện luân hồi đằng tiến vào đạo giới hiện tại trung nhạc đã bắt đầu mượn luân hồi đằng để hấp thu năng lượng của đạo giới nếu để cho hắn thành công chỉ sợ đạo giới sẽ chật để bị nhét vào trong luân hồi biến thành một giới ở trong luân hồi đạo thần của đạo giới cũng sẽ bị kéo vào trong luân hồi không thể nhảy ra luân hồi được Đạo hữu mang tới cho ta một cảm giác vô cùng quen thuộc. Khởi nguyên đạo thần nhàn nhạt nói Xin hỏi đạo hữu Kế hoạch của ta có thành công hay không Sẽ thành công Gã thần nhân hỗn độn thất cứu kia lạnh nhạt nói Người sẽ thành công Đế nhạc sau khi nhất đạo giới và khu luân hồi thứ bảy Khu luân hồi thứ bảy Triệt để sáng tạo ra Vũ trụ đại nhất thống Sau đó hắn thân tử đạo tiêu Hoàng triều yên diệt Không còn tồn tại Mà đạo giới mới Thì lại hoàn mỹ vô khuyết điểm Khởi nguyên đạo thần từ phía sau cánh cửa Nhìn về phía đại tư mệnh và phong núi trung ở trên thiên vực của thuyền đang nhanh chóng tiếp cận hắn bật cười hả ha ha, nghiêng người tránh ra một con đường mỉm cười nói đạo hữu ở trong trận chiến đấy đứng ở bên nào vậy gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia từ bên cạnh hắn tiến vào đạo giới thản nhiên nói ta đã giúp người không ít công phu ầm um, âm um. thân thể hai người đột nhiên đồng thời chấn động kịch liệt một cái lặng lẽ va chạm với nhau một chiêu gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia mượn lực lượng của khởi nguyên đạo thần gia tốc xông vào trong đạo giới vẫn kém ta một bậc khởi nguyên đạo thần khí định thần nhàn nhìn về phía thiên dực cổ thuyền và đại tư mệnh đang vọt tới kia hắn khẽ mỉm cười đột nhiên vươn tay nắm lấy hỗn độn liên mỉm cười nói đã rất lâu vẫn chưa sử dụng qua linh căn rồi hôm nay rốt cuộc đã có thể đại chiến với sinh mệnh cổ thụ một phen à, chúng sinh vẫn luôn nói sinh mệnh cổ thụ là đứng đầu cửu đại linh căn đại tư mệnh là thủ lĩnh của chư thần, nhưng từ trước tới giờ hỗn độn liên vẫn chưa từng giao chiến qua với sinh mệnh của thụ, ta cũng chưa từng giao chiến qua với đại tư mệnh, sao có thể nói bọn họ là đệ nhất được? Đại tư mệnh, người nói xem có phải không? Đại tư mệnh dừng bước lại, đứng bên ngoài đạo giới chi môn, lòng bàn tay nâng đỡ sinh mệnh của thụ, dưới táng cây còn đứng một đám thần vương nữa. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng chấn động một cái, một đám thần vương trên cổ thụ và dưới cổ thụ đột nhiên thân bất giao kỳ nhau nhau bay ra khỏi thần thụ đệ nhất là phải đánh ra kìa đại tư mệnh đạm mạc nói nếu là như vậy khởi nguyên đạo thần nâng hỗn độn lên lên trong đó hoa sen khí hỗn độn lượn lờ hắn mỉm cười nói vậy hiện tại có thể thử một lần trong đó hoa sen lan tràn ra ngàn tia vạn sợi khí hỗn độn tia tia sợi sợi giống như đám nhị hoa phiêu giật khẽ du lên một cái chân đỉnh mỗi một cái nhị hoa liền có một đóa hoa sen lặng yên đại phóng hình thái vô cùng kỳ lạ đại tư mệnh thời đại chỉ dựa vào đại đạo sinh mệnh sẽ có thể vô địch đã kết thúc rồi hiện tại đã tới thời điểm kiểm tra bản lĩnh chân chính của ngươi rồi lần này hắn không dùng chư thiên vô đạo mà là một loại thần thông khác trước giờ chưa từng gặp qua phối hợp với hỗn độn liên lại càng gia tăng nguy lực chư thiên vô đạo là khởi điểm và chung kết của hết thảy mà thần thông lần này hắn thi triển lại giống như một cái đạo pháp thần thông thịnh thế vô số đại đạo nhiều tới bất tận từ trong hỗn độn liên sinh ra từng đó từng đóa hoa sen khẽ rung lên sẽ liền diễn sinh ra một loại đại đạo một lần nữa rung lên một cái sẽ từ trong nhị hoa sinh trưởng ra càng nhiều hoa sen hơn không ngừng mở rộng ra ngoài không ngừng diễn sinh ra càng nhiều đại đạo chư thiên vô đạo chú trọng chính là vô đạo thời đại không có đạo pháp thần thông dùng khởi điểm làm chung kết sáng tạo ra một trạng thái chư thiên không còn đại đạo khiến cho đối thủ mất đi hết thể năng lực mà thần thông hiện tại của hắn chính là hoàn toàn đối lập với chư thiên vô đạo dùng trung kết làm khởi điểm sáng tạo ra một cái thịnh thế vạn đạo cường thịnh chủng loại của đám đại đạo không ngừng diễn sinh kia vô cùng phong phú vạn chủng thần đạo vạn chủng ma đạo vạn chủng tà đạo âm dương thiên địa lôi hỏa phong thủy sơn trạch lục hợp thất tinh bát hoang cửu cung thiên can địa chi chư thiên tinh tú rực rỡ muôn màu đếm không xuể hết đây tuyệt đối là một thịnh thế đạo pháp đỉnh phong khiến cho ánh mắt của đại tư mệnh cũng không khỏi lộ ra dị sắc hỗn độn liên không tầm thường đại tư mệnh không khỏi tán thán đây chính là diệu dụng của hỗn độn liên đóa hoa sen này chính là một trong kiểu đại linh căn trước giờ vẫn luôn cực kỳ thần bí cũng không người nào biết rõ ràng công dụng của nó trong lịch sử hỗn độn liên chỉ từng xuất hiện qua có mấy lần chủ nhân không rõ uy danh uy lực của nó cũng không thể hiện ra rõ ràng trong kiểu đại linh căn ngoại trừ gốc linh căn tại thời điểm thiên địa sơ khai cũng đã vỡ nát kia ra nổi danh nhất chính là sinh mệnh của thụ kế tiếp là phụ tăng thần thụ sau đó mới là thế giới hoa tử trúc hỗn độn liên bỉ ngạn hoa tiên thiên quả thụ cuối cùng mới là luân hồi đẳng uy lực của luân hồi đẳng chính là yếu nhất trung nhạc có thể diễn biến luân hồi đẳng thành khu luân hồi thứ bảy chính là lợi dụng đặc tính của luân hồi đẳng cắt đứt tương lai hình thành tương lai luân hồi tế khởi hai vạn bốn ba trăm gốc luân hồi đẳng lúc này mới sáng tạo ra khu luân hồi thứ bảy Một gốc luân hồi đằng chính là xếp dưới chót trong cửu đại linh căn. Mãi tới khi trung nhạc mở ra khu luân hồi thứ bảy lúc này mới khiến cho người ta biết rõ chỉ sợ luân hồi đằng đã bị đánh giá thấp. Gốc luân hồi đằng này có thể trường khống luân hồi, mở ra luân hồi, hình thành hệ thống luân hồi, tuyệt đối không có khả năng xếp ở vị trí cuối cùng. Chỉ là trước trung nhạc, những tồn tại có được luân hồi đằng cũng đều không phát hiện ra được tác dụng chân chính của luân hồi đằng. Mãi cho tới khi rơi vào tay trung nhạc, lúc này mới cùng với thần thông thời không luân hồi phát huy ra uy lực chân chính của nó cuối cùng biến thành hai vạn bốn ngàn ba trăm gốc luân hồi đằng mở ra của luân hồi thứ bảy uy lực của tiên thiên quả thụ cũng rất mạnh mẽ chủ yếu là chất chứa tiên thiên lôi đình thích hợp nhất với lôi trạch cổ thần thực lực của lôi trạch cổ thần quá mạnh gốc linh căn này có thể xếp hàng thứ 8, vẫn là do dựa vào uy danh của lôi trạch cổ thần bỉ ngạn hoa và thế giới hoa thì phân biệt bị dùng để khai mở hư không giới và tử vi rất ít người biết rõ uy năng của hai gốc linh căn này bất quá có thể biến thành một giới tự nhiên không phải tầm thường mà tử trúc thì rơi vào trong tay hậu thổ nương nương trong lịch sử đã từng mấy lần đại triển uy phong cho nên bài danh ở phía trước gần với thế giới hoa mà hiện tại xem ra chỉ sợ hỗn độn liên mới là gốc linh căn bị đánh giá thấp nhất trong kiểu lệ linh căn trừ thiên vô đạo do khởi nguyên đạo thần thi triển trước đây đã là một môn thần thông kinh tài tuyệt diễm khiến cho người ta không cách nào phá giải Hiện tại hắn lại mượn hỗn độn liên thi triển ra một loại thần thông khác Hoàn toàn đối lập với chư thiên vô đạo Có thể xưng là chư thiên vạn đạo Môn thần thông này hẳn là thần thông ẩn chứa trong hỗn độn liên Là uy lực của bản thân hỗn độn liên Cũng không phải là thần thông của khởi nguyên đạo thần Chỉ có kẻ trưởng khống đó hoa sen này mới có thể thi triển ra được Mặc dù không phải là thần thông của khởi nguyên đạo thần Nhưng chư thiên vạn đạo lại là, là một môn tuyệt học cực hạn khác đồng dạng đạt tới mức tận cùng có thể sánh ngang với chư thiên vô đạo. Đá hoa hỗn độn liên này cũng đã trải qua mấy lần đổi chủ, nhưng các đời chủ nhân trước đây cũng không phát hiện ra diệu dụng chân chính của hỗn độn liên. Mãi cho tới khi rơi vào trong tay khởi nguyên đạo thần, lúc này mới hoàn toàn phát huy ra uy năng của nó. Chư thiên vô đạo, chư thiên vạn đạo, hai loại tuyệt học khiến cho người ta tuyệt vọng đều trưởng khống trong tay khởi nguyên đạo thần. Có thể tưởng tượng chiến lực của hắn là kinh người tới mức nào. Cả huống chi hắn còn là một tôn đạo thần. Sự cường đại của một kích này đã không phải là ngôn ngữ có khả năng hình dung. Cho dù là dốc hết toàn bộ từ ngữ tán dương Cũng khó có thể hình dung một phần vạn của nó Vạn đạo xôi trào diễn biến ra vô số loại thần thông đạo pháp Uy năng hạo hãn bạo phát Dùng uy thế ngập trời đè thẳng xuống đại tư mệnh Đại tư mệnh được xưng là đại Không chỉ là tán dương hắn là sinh mệnh đầu tiên trong vũ trụ Cũng là tôn thần ma đứng đầu trong vũ trụ Đại tư mệnh trưởng khống, đại đạo sinh mệnh, thậm chí ngay cả sinh mệnh của tiên thiên thần ma cũng có thể cướp đoạt. Bởi vậy, đã thống trị vũ trụ càn khôn mấy trăm ức năm đẳng đẳng nhưng hiện tại hắn rốt cuộc đã gặp phải kình địch sinh mệnh của thụ phiêu phù trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên nghênh đón hỗn độn liên quét xuống thần thông đại đạo do hỗn độn liên biến thành còn chưa kịp tiếp cận đã nhau nhau héo rũ khô lão ngay cả đại đạo cũng rơi vào trong héo rũ uy lực không còn đại đạo sinh mệnh đáng sợ nhất chính là ở điểm này tứ diện thần cũng đã mô phỏng đại đạo sinh mệnh giống như đúc đại đạo của đại tư mệnh nhưng thủy trung cũng không thể tu luyện đại đạo sinh mệnh tới trình độ của đại tư mệnh, không cách nào khiến cho tất cả đại đạo trong thiên địa cũng đều bị đại đạo sinh mệnh khống chế ảnh hưởng. sự cường đại của đại tư mệnh là có thể thấy được rõ ràng. bất quá uy năng của hỗn độn liên quả thật kinh người, vô số đóa hoa sen không ngừng đại phóng, đại đạo bùng phát tầng tầng lớp lớp liên cuồng đánh về phía sinh mệnh của thụ. cây cổ thụ này cũng bị đánh cho dao động bất định, không ngừng có hoa sen mang theo thần thông đại đạo đột phá sự cướp đoạt của đại đạo sinh mệnh oanh kích đến trên cây cổ thụ này khởi nguyên đạo thần cười ha hà ống tay áo chấn động áo choàng hắc ám vô biên sau lưng khoa trương tung bay đè xuống một trường chư thiên vô đạo hắn không ngờ lại đồng thời thi triển ra chư thiên vô đạo và chư thiên vạn đạo sắc mặt của đại tư mệnh không chút bận tâm giơ bàn tay lên nghênh đón chư thiên vô đạo trở về khởi điểm đi tới chung kết bất luận một loại đại đạo nào cũng đều không còn tồn tại mà đại tư mệnh thì lại dùng sinh cơ bằng bạc trầm trọng miên mang không dứt của đại đạo sinh mệnh kia không ngừng mở ra hoang lưu trầm tịch dùng đại đạo sinh mệnh phá giải chư thiên vô đạo âm um, âm um, âm um, âm um. bàn tay của hai người hung hăng va chạm cùng một chỗ nhục thân cả hai cũng đều không ngừng chấn động thân thể khởi nguyên đạo thần đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện trên không đại tư mệnh một trưởng ấn xuống đại tư mệnh sừng sững bất động bất luận phương vị nào cũng đều hoàn toàn không có góc chết khởi nguyên đạo thần tấn công từ bất kỳ một phương hướng nào cũng đều là công kích chính diện của hắn không có sơ hở có thể lợi dụng hết thảy công kích đều bị hắn dơ tay lên ngăn cản thân là sinh mệnh thể đầu tiên trong vũ trụ hắn có được nhục thân mà những sinh linh khác không thể sánh bằng không thể trông mong nhục thân của hắn giống như vượt qua hết thảy góc độ không gian không có bất kỳ góc chết nào vậy tứ diện thần học theo hắn cái dựa vào là nhất niệm vạn sinh giới mà hắn lại là trời sinh chính là như vậy không cần sử dụng bất cứ thần thông nào bàn tay của hắn cũng giống như có thể xuất hiện ở bất kỳ góc độ nào vậy có thể khiến cho hắn ung dung ngăn cản công kích từ bất cứ phương hướng nào đánh tới chính diện không có bất kỳ góc chết vĩnh viễn không có khả năng bị đánh lén vĩnh viễn không có khả năng lộ ra sơ hở thân hình của khởi nguyên đạo thần không ngừng lóe lên biến mất xuất hiện rồi lại biến mất lại xuất hiện tốc độ công kích cực nhanh khiến cho người ta không kịp nhìn nhưng bất luận tốc độ công kích của hắn có nhanh thế đâu góc độ công kích xảo quyệt tới mức nào cái mà hắn đối mặt thủy chung vẫn là chính diện của đại tư mệnh căn bản không thể công kích được thân thể đại tư mệnh hai vị tồn tại vô cùng cường đại ở trong đạo giới chi môn mạnh mẽ xuất thủ quả nhiên là kinh diễm thế gian khiến cho cơ hội toàn bộ thần ma chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên Để có thể thu trận chiến của bọn họ vào trong đáy mắt từng cỗ từng cỗ rung động đáng sợ từ trong đạo giới chi môn chuyển tới kia càng khiến cho tâm linh của bộ toàn bộ đám thần ma run rẩy mặc dù vẫn chưa tiếp cận thế nhưng cũng đã có thể tưởng tượng thần thông của bọn họ trong lúc va chạm bạo phát ra năng lượng đáng sợ tới mức nào, kinh khủng tới mức nào. Trong thiên đình, sắc mặt của đám thần vương bọn tương vương, lôi trạch, hoa tư, thần hậu, ai lấy cũng đều đại biến. Nhìn tới mức mắt hoa thần mê, trình độ kịch liệt, mức độ thần thông cường đại của trận chiến này đã khiến cho bọn họ cũng khó có thể ngắm theo bóng lưng của hai vị tồn tại kia. Cho dù là hoa tư nương nương cũng từng nghĩ thua kém hai người bọn họ rất xa đại tư mạnh, thật sự quá cường đại rồi tương vương rụt đầu một cái lầm bẩm cái tên này đã chết hơn hai trăm vạn năm vẫn còn hung mãnh mạnh mẽ khủng bố như vậy lôi trạch hoa tư ta cảm thấy hai người các ngươi có thể còn sống cho tới bây giờ thật sự rất may mắn lôi trạch của thần hư lại một tiếng thần đạo thần của ta chưa chắc đã thua kém hắn hoa tư nương nương cũng gật đầu nói nếu ta không bị cướp mất cơ duyên đạo thân cũng sẽ không thua kém hắn ta bất quá đại tư mệnh cường đại như vậy tên khởi nguyên kia vậy mà cũng cường đại không kém thật sự là nằm ngoài dữ liệu của ta ánh mắt cản đô thần vương chấp động nói tên khởi nguyên kia nghĩ muốn thắng được đại tư mệnh cơ hồ là không có khả năng đại tư mệnh quá mạnh mẽ không có bất kỳ sơ hở không có bất kỳ góc chết nào cả thủy chung vẫn luôn luôn là chính diện vĩnh viễn cũng không có khả năng bị đánh lén tuyệt không có khả năng chiến thắng được Càn đô đạo huynh Lần này của ngươi liền sai rồi Trung nhạc cũng đang ngẩng đầu quan sát Nghe hắn nói vậy khẽ mỉm cười nói Năm xưa đại tư mệnh Đã từng bị đánh lén qua Hơn nữa kẻ đánh lén hắn Cũng chính là vị khởi nguyên đạo thần này Sau trận chiến đấy Đại tư mệnh đã chết suốt 200 vạn năm đằng đắng kìa Càn đô thần vương thắng ngẩn người Đột nhiên tỉnh ngô lại Trung nhạc đang nói chính là thời điểm đại tư mệnh mở ra đạo giới Đạo giới để ép xuống đã bị Khải Nguyên đạo thần xuất lĩnh rất nhiều thần vương phản bội đánh lén cơ hồ một lưới bắt gọn hết thể thế lực của Đại Tư Mệnh chỉ có số ít mấy người bọn hậu thủ nương nương chạy thoát những thần vương hiệu chung với Đại Tư Mệnh còn lại toàn bộ đều chết trong trận chiến đấy Trung Nhạc tiếp tục quan chiến không nhanh không chậm nói Khải Nguyên đạo thần có thể đánh lén hắn một lần sẽ có thể đánh lén hắn lần thứ hai Chiến đấu trong đạo giới Chi Môn đang cực kỳ kịch liệt bên ngoài đạo giới Chi Môn đám thần vương bọn vũ thanh trụ quang bát hoang phượng thiên nguyên nha diễn hành bộ hạ của đại tư mệnh dưới sự xuất lĩnh của một tôn khởi nguyên thần vương khác cũng đang ra sức giết vào đạo giới chi môn gặp phải đám thần vương bọn thần ma tà hắc bạch chặn đường chém giết dị thường thảm liệt phong hữu trung cũng giáng ngự thiên dực cổ thuyền xông vào đạo giới chi môn đột nhiên thiên khung phía trước chợt di chuyển sắc mặt phong hữu trung khẽ biến bị thiên ngăn cản đột nhiên khởi nguyên đạo thần chợt rất nhanh lui về phía sau sau lưng một đóa hỗn độn liên chật nở rộ bao phủ thân thể hắn và trong hoa sen cánh hoa rất nhanh thu liễm sau đó một lần nữa được mở ra chỉ thấy từng cái từng cái nhị hoa rung động từng đóa hoa sen trong nhị hoa sinh trưởng ra trong mỗi một đóa hoa sen đều có một tôn khởi nguyên đạo thần đóa hỗn độn liên kia không ngừng rung động vô số hoa sen nhau nhau hiện lên vô số tôn khởi nguyên đạo thần đồng thời công kích về phía đại tư mệnh hỗn độn liên mới là đệ nhất linh căn Trung nhạc không khỏi cảm khái nói, hắn gia tăng thiêu động lân hồi đằng, lân hồi đằng điên cuồng lan tỏa và trong đạo giới càng lúc càng nhiều lá dây leo là cấn vào trong thiên địa đạo giới, càng lúc càng nhiều cành lá dây leo như vô số con cự mãng nhanh chóng xuyên qua đạo sơn đạo hải. Hắn nhất định phải kéo đạo giới vào trong lân hồi mới có cơ hội hủy diệt được đạo giới. Từng tôn từng tôn đạo thần trong đạo giới kia cũng tận lực cản trở lân hồi đằng là cấn vào trong thiên địa đạo giới, nhất là hai tôn đạo thần lôi trạch và hậu thổ bởi vì thành đạo rất sớm rơi vào mấy dập đạo thần lâu nhất vì thế cho nên bị quy tắc đại đạo ảnh hưởng nặng nhất tình huống của tứ diện thần và bạch đế so với bọn họ thì tốt hơn một chút tứ diện thần khai mở không gian trong đạo giới bảo trì ý thức của chính mình mà bạch đế thì chỉ có nửa người trở thành đạo thần còn nửa người chưa thành tựu bởi vậy có thể không liên tục liên lạc với nửa thân đạo thần của chính mình mặc dù không thể hoàn toàn trường khống hành vi của nửa thân đạo thần này nhưng lại có thể nắm giữ hướng đi của hắn hiện tại trung nhạc dốc toàn bộ lực lượng của hoàng triều dùng lớn hồi đằng xâm nhập vào đạo giới chuyện tình liên quan tới sinh tử tồn vong của đạo giới nhất định phải ngăn cản ba tôn đạo thần bọn bạch đế lôi trạch hậu thổ dốc hết khả năng đối kháng lớn hồi đằng là động tác phản xạ tự nhiên của đại đạo đạo giới duy trì sự tinh thuần và siêu nhiên của đại đạo đạo giới ba tôn đạo thần bạch đế lôi trạch và hậu thổ liên tục xuất thủ chặt đứt đám lớn hồi đằng chảy rộng khắp đạo giới bất quá thực lực hoàng chiều của trung nhạc cường hãn chưa từng có thâu động hoàn toàn năng lượng của khu luân hồi thứ bảy lạc ấn lên luân hồi đạo giới chỉ là chuyện sớm hay muộn không thể thay đổi nhưng có bọn họ ở đây ngăn cản một đoạn thời gian vẫn là có thể làm được điểm then chốt thắng lợi không phải ở chỗ bọn họ có thể ngăn cản luân hồi đẳng hay không mà là trận chiến đấu trong đạo giới chi môn kia nếu như khởi nguyên đạo thần chiến thắng vậy sẽ có thể có đầy đủ lực lượng khu trừ luân hồi đẳng nếu như đại tư mệnh chiến thắng vậy đạo giới sẽ bị kéo vào trong lân hồi đám thần vương còn lại như hắc bạch nhị đế thần ma tà tam đế thì tận lực ngăn cản đám tiên thiên thần ma di chứng đại tư mệnh song phương ai nấy cũng đều có thâm kiều đại hận tự nhiên là thống hạ sát thủ không lưu tình chút nào trong đám tiên thiên thần ma di chứng đại tư mệnh khởi nguyên thần vương chính là phục sinh sớm nhất mặc dù đã trì hoãn ba trăm vạn năm tu luyện nhưng từ khi phục sinh cho tới nay đã trải qua hơn ba ngàn năm tu luyện tiến bộ cũng là không nhỏ uy lực của chư thiên vô đạo cũng không thua kém khởi nguyên đạo thần là bao nhiêu. Đám thần vương còn lại, thời gian phục sinh có giải có ngắn, nhưng luận thực lực, bọn họ đều có chênh lệch không nhỏ so với đám người Nguyên Nha Thần Vương, Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương. Thực lực của Nguyên Nha Thần Vương, Phượng Thiên Nguyên Quân và Diễn Hành Thần Vương chính là cường hoành nhất, bản lĩnh so với thần ma Tà, Tam Đế cũng không thua kém là bao nhiêu. Bất quá, thần ma nhị đế bởi vì thánh địa đã bị phá hư, trong lúc xuất thủ sợ đầu sợ đuôi, tận lực chú ý bảo mệnh, mà Tà Đế thì bởi vì nhiều lần bị giết chết, tu vi thực lực thủy chung vẫn chưa hồi phục lại như cũ. Chiến lực hiện tại trái lại không bằng đám người Nguyên Nha, Phượng Tiên và Diễn Hành. Mà kẻ có uy hiếp lớn nhất vẫn là Hắc Bạch Nhị Đế. Hai vị tồn tại này quả thật vô cùng cường hoành, rất nhiều thần vương liên thủ cũng không thể địch lại. Bọn họ tử vong đã quá lâu, đã quá lạc hậu so với thời đại. Cho dù những năm qua đi theo đại tư mệnh, nỗ lực tu luyện cũng vẫn còn kém xa Hắc Bạch Nhị Đế. Lúc này, đám thần vương di chứng đại tư mệnh đã tràn ngập nguy cơ mà bên kia phong hữu trung thì lại bị thiên ngăn cản thiên ở trong đạo giới chữa trị đạo thương của chính mình thương thế đã tốt hơn rất nhiều so với trước đây song phương giao thủ với nhau phảng phất như là hai tôn thiên đang giao phong với nhau vậy các loại thần thông xuất ra tầng tầng lớp lớp biến hóa khó lường thiên không không ngừng biến hóa các loại thiên khung xuất hiện tầng tầng lớp lớp biến hóa đa đoan thủ đoạn nhiều tới mức người khác không kịp nhìn đạo thương của thiên vẫn còn vẫn chưa triệt để khỏi hẳn hạn chế thực lực của hắn nhưng cho dù là vậy tu vi của hắn vẫn còn hùng hồn hơn phong hữu trung rất nhiều phong hữu trung được xưng tụng là thiên nhân trưởng khống vô số các loại đại đạo tinh thông hết thảy các loại thần thông gần như là vô lượng mà thiên nhân chính là xen giữa thiên và nhân hắn có lý tính cực hạn có đại đạo kiến giải vô cùng hùng hậu có lòng cầu đạo vô cùng vô tận nhưng hắn đồng dạng cũng có tính cách của con người so với thiên hắn có thêm một chữ nhân Hắn là đã tôn một đời này, xác lập thất đạo luân hồi, nghiên cứu thần thông đã nhất thống, chỉnh lý đạo tàng kinh điển, bất quá so với Thiên ở trạng thái gần như là đỉnh phong, hắn vẫn còn thua kém một bậc. Thời gian tu luyện của hắn dù sao vẫn còn ngắn ngủi, tu vi so với Thiên vẫn thoáng thua kém một chút. Trận chiến giữa hai người lộ ra dị thải ngập trời, các loại thần thông đa dạng khiến cho người ta nhìn hoa cả mắt. Sau đầu phong núi trung, từng đạo từng đạo quang mang không ngừng biến hóa, không ngừng thay đổi, từng loại từng loại thất đạo luân hồi thần thông biến hóa đa dạng so với thiên cũng không thua kém chút nào hơn nữa thỉnh thoảng còn thi triển ra thần thông đại nhất thống thậm chí một mình thi triển ra đạo giải khiến cho thiên đối với hắn lại càng thêm mơ ước tứ diện thần đang ở đâu vậy ánh mắt của trung nhạc đào quét qua chiến trường có chút nghi hoặc hỏi trận chiến giữa phong hữu trung và thiên cũng không tới mức rất nhanh phân ra thắng bại thất đạo luân hồi và thần thông đại nhất thống của phong hữu trung có thực lực uy hiếp tới thiên không cần hắn quá mức quan tâm hiện tại duy nhất vẫn chưa xuất thủ chính là tứ diện thần thân là một trong những tồn tại cường đại nhất tứ diện thần có thể nói là điểm then chốt của trận đại chiến này mà chỉ có gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia là từng có va chạm với hắn mà thôi từ đó về sau tứ diện thần liền mai danh ẩn tích vô cùng cổ quái tứ diện thần đừng nói là muốn đánh lén đại tư mệnh đó nha trung nhạc nhất thể suy tư trận chiến giữa đại tư mệnh và khởi nguyên đạo thần càng lúc càng kịch liệt. Thời điểm này, nếu có một tồn tại không thua kém gì khởi nguyên thần đạo thần xuất thủ đánh lén, vậy chỉ sợ tình cảnh của đại tư mệnh sẽ rất là đáng lo. Bất quá, đại tư mệnh chính là sinh mệnh hình thể, hình thái hoàn mỹ, cơ hồ không có khả năng bị đánh lén hắn. Tứ diện thần phải làm cách nào mới có thể tránh né chính diện của đại tư mệnh khởi xướng đánh lén đây, bản thân dung nhạc cũng không thể suy đoán ra được. Thế gian này có thần thông vô địch, chính là thần thông đại nhất thống đạo giải chư thiên vô đạo, chư thiên vạn đạo, nhưng cũng có tồn tại vô địch, đại tư mệnh chính là tồn tại bậc này. Hắn là sinh mệnh hoàn mỹ gần như không thể phá giải, từ trước tới giờ chỉ từng bị đánh bại duy nhất một lần, chính là bại trong tay khởi nguyên đạo thần. Tứ diện thần ẩn nhẫn cho tới hiện tại, chẳng lẽ là chuẩn bị một lần nữa đánh lén hay sao? Đúng lúc này, tứ diện thần đột nhiên xuất hiện, bất quá cũng không phải là công kích đại tư mệnh, mà là trong lúc bất chợt bắt lấy thân đạo thần của Bạch Đế. Ngay sau đấy, khi hỗn độn cuồn cuộn từ trong cơ thể hắn tiến nhập vào trong cơ thể thân đạo thần của bạch đế trung nhạc nhìn thấy một màn này thoáng ngẩn người có chút không hiểu dụng ý của hắn tứ diện thần người người muốn làm gì bạch đế một trận kinh khủng vội vàng cao giọng quát hỏi đó là một nửa thân đạo thần của hắn hiện tại lại bị tứ diện thần đánh lén bắt lấy lại tiến hành tế khởi khiến cho hắn cảm thấy có chút không ổn chỉ sau một khắc thân đạo thần của bạch đế đã bị tứ diện thần tế khởi bạch đế giống giận một tiếng lộn người quay trở lại phóng vọt về phía bên trong đạo giới đột nhiên đạo giới chật chấn động một cái một cây tử trúc quất xuống quất hắn bay ra ngoài bạch đế bay ngược về phía sau trong lúc vội vàng chợt nhìn thấy tứ diện thần không người một cái chính là cúi đầu về phía thân đạo thần của hắn không khỏi ngần ra gia hỏa này đừng nói là muốn hại ta nhá trung nhạc đột nhiên giận cả tóc gáy nhìn thấy thân đạo thần của bạch đế sau một bái này của tứ diện thần đã hóa thành một đạo quang mang một đạo quang mang hẹp dài, huyền phù ngay phía dưới đạo giới. Đạo quang mang này cực kỳ đẹp mắt nhưng lại vô cùng yên tĩnh, tràn ngập sắc thái thần bí, khiến cho người ta có chút mê muội. Đạo quang mang này vừa mới xuất hiện, thời không phẳng phất như bất động, trận chiến giữa các thần vương phẳng phất như trở nên vô cùng chậm rãi. Giao phong giữa thiên và phong núi chung vốn dĩ vạn phần đặc sắc nhưng hiện tại cũng trở thành dị thường chậm chạp. Thần thông của song phương phẳng phất như đang phi hành giữa chất lỏng vô cùng đặc sệt, tốc độ chậm giống như ốc sen đang bò vậy mà chiến đấu giữa đại tư mệnh và khởi nguyên đạo thần phẳng phất như cũng trở thành chậm chạp cử động của hai vị tồn tại đáng sợ nhất tự hồ cũng trở nên cực kỳ buồn cười trung nhạc nhìn đạo quang mang này cảm giác được một cỗ chấn động khiến cho linh hồn có chút run rẩy hắn đang sợ hãi sự sợ hãi trong lòng đang lên cuồng sinh sôi lan tràn hắn từng nhìn thấy qua đạo quang mang này thời điểm hắn du lịch trong thời gian trường hà đã từng nhìn thấy qua tương lai của chính mình bị một đạo quang mang của đạo giới chém chết đạo quang mang mà tứ diện thần hiện tại đang thế khởi này vô cùng tương tự đạo quang mang đánh chết hắn kia. Bản thân đại tư mệnh cũng đã từng gặp qua đạo quang mang này. Hắn đứng sừng sững ở địa phương cực cao cực xa, đã từng nhìn thấy qua tương lai của chính mình, chính là đạo quang mang huấn lệ kia từ đạo giới bắn ra giết chết chính mình. Mà hiện tại đạo quang mang này đã xuất hiện. Tứ diện thần dùng thân đạo thần của bạch đế làm vũ khí, thế khởi bạch đế biến thành một đạo quang mang không gì không phá nổi, hiển nhiên là muốn ám toán đại tư mệnh. Đột nhiên tứ diện thần lại không người bái một cái đạo quang mang huyền phù trong đội giới kia nhất thời dịch chuyển chém thẳng về phía đại tư mệnh đang lúc do phong với khởi nguyên đạo thần nếu đại tư mệnh bại vong vậy ta cách bại vong cũng không xa ta vốn định tiếp tục ẩn giấu chút thực lực hiện tại đạo trung nhạc chợt quát lớn một tiếng sau đời hiện ra thất đạo luân hồi bảy đạo thân ảnh vĩ ngạn đứng dừng sững trong thất đạo luân hồi loáng thoáng có đạo âm vang vọng nổ vang chấn động càng lúc càng rõ ràng càng lúc càng vang dội giống như chư thần tán dương vậy đạo 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 bảy đạo thân ảnh kia từ từ hư hóa thực một cái tiếp một cái đi xuống đứng sừng sững bên cạnh trung nhạc đột nhiên cũng đều đồng thanh quát lớn đạo 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 ông một tiếng từng đạo từng đạo quang luân sau đầu bảy vị thiên đế này đột nhiên xoay tròn pháp lực của mỗi người tuôn trào ra tế vào khu luân hồi thứ bảy đó là năng lực đặc thù do thất đạo luân hồi của hắn hình thành. Lục đạo luân hồi, huyết mạch luân xác lập thọ nguyên nhục thân, linh hồn nhất thống, sáng tạo ra hệ thống địa ngục luân hồi. Mà mỗi một loại thất đạo luân hồi đều có năng lực bất đồng của mỗi loại. Thất đạo luân hồi của Trung Nhạc là trụ quang thất đạo luân hồi, năng lực của hắn bất đồng với thần túc thất đạo luân hồi. Năng lực của hắn là nhất thống quá khứ vị lai. Bảy đạo thân ảnh này chính là thân tương lai và thân quá khứ trong luân hồi quá khứ vị lai. Ba đạo ở trong quá khứ bốn đạo ở trong tương lai. Trụ quang thất đạo luân hồi của Trung Nhạc là rút ra chính mình tại những thời điểm thời gian bất đồng trong quá khứ đã biết và tương lai đã biết, xác lập luân hồi quá khứ vị lai. Từ ba cái điểm thời gian nào đấy ở quá khứ, tại mỗi một cái chặt đứt một đoạn thời gian, khiến cho chính mình trong ba điểm thời gian này nằm trong thời gian luân hồi. Lại từ bốn cái địa điểm thời gian nào đấy ở tương lai, tại mỗi cái chặt đứt một đoạn thời gian, bảo tồn bốn đoạn thời gian này. Sau đấy bảy đoạn thời gian để biến thành đã biết nhất vào trong trụ quang thất đạo luân hồi của mình Hình thành hệ thống thời gian luân hồi phong bế Khiến cho bảy đạo chân thân vẫn luôn luôn tồn tại xuống Đây chính là tính chất đặc biệt của trụ quang thất đạo luân hồi của hắn Những người khác cải tu thần túc thất đạo luân hồi Tuyệt đại bộ phận mọi người Ngay cả thần túc thất đạo luân hồi Vẫn chưa tu luyện hoàn thành Mà hắn lại không tu luyện thần túc thất đạo luân hồi Vẫn tiếp tục càng chạy càng xa Trên con đường của chính mình hắn đặt tên cho phương pháp tu luyện thân tương lai thân quá khứ này là quá khứ vị lai kinh là tuyệt học cực hạn của đại đạo trụ quang loại thủ đoạn này trước đây mặc dù hắn đã từng sử dụng qua nhưng chỉ là hư ảnh mông mông lung lung lúc này hắn còn chưa hoàn thiện môn tuyệt học này mà trải qua hơn 2.000 năm tu luyện hắn đã tu luyện môn tuyệt học này tới tình trạng thuần thục như ý trực tiếp khiến cho chân thân quá khứ vị lai của chính mình xuất trận thi triển ra một đòn sát thủ khác của chính mình nếu như đạo thần không phải cường hoành như vậy hắn cũng sẽ không bại lộ ra đòn sắt thủ này của chính mình bảy tôn thân tương lai thân quá khứ của hắn xuất hiện nhất thời khiến cho khu luân hồi thứ bảy sôi trào luân hồi đẳng điên cuồng diễn sinh liên tục xuyên qua càng nhiều không gian của đạo giới lạc ấn vào các nơi trong đạo giới điên cuồng lan tràn ra cho dù là đám đạo thần bọn lôi trạch hậu thổ kia cũng không ngăn cản được đám thanh đẳng điên cuồng lan tràn này hơn hai vạn gốc luân hồi đẳng điên cuồng phóng vọt về phía sâu bên trong đạo giới vô số lá cây dây leo mây dập trời ngập đất lan tràn bao phủ thiên không đạo giới đạo sơn đạo hải đạo quang của đạo giới bao phủ tất cả các loại đại đạo của đạo giới đạo giới trong thiên đình toàn thân tám vị thiên đế bùng phát không gian vô lượng khiến cho bọn họ lộ ra dị thường vĩ ngạn tám vị thiên đế nhất thể vân tay bắt lấy hai vạn bốn ngàn ba trăm gốc luân hồi đằng cấu thành khu luân hồi thứ bảy dùng sức kéo mạnh về phía sau áo tràng thiên đế bị cơ nhục căng cứng nổ tung lộ ra nhục thân hùng tráng cút vào trong luân hồi cho ta bạch đế bị tứ diện thần tế khởi chỗ hóa thành một đạo quang mang âm u vô thanh vô tức chém xuống trên đường đi trải qua địa phương rất nhiều thần vương đại chiến đám thần thông tràn ngập năng lượng hủy diệt kia vừa mới gặp phải đạo quang mang này trong lúc bất chợt liền vô thanh vô tức nứt ra vỡ thành hai nửa mà đám thần thông đã vỡ thành hai nửa kia vẫn còn đang không ngừng biến hóa tự hồ uy lực của thần thông vẫn chưa tiêu tan. Những nơi đạo quang mang này đi qua, hết thảy đều trở thành chậm lại, chậm tới mức khiến cho từng đạo, từng đạo thần thông biến thành những đồ án tràn ngập tỉnh thơ ý họa, mà đạo quang mang này chính là lướt qua giữa đám đồ án đấy, trầm tịch vô tức. Trong chẳng cảnh chậm rãi, ngoài dự đoán của tất cả mọi người, khuôn mặt vốn vô cùng bình tĩnh của đại tư mệnh bắt đầu xuất hiện biến hóa, thần sắc kinh hãi, sợ hãi chậm rãi, chậm rãi xuất hiện trên khuôn mặt của hắn sinh mệnh thể vô địch lần đầu tiên để cho thế thân nhìn thấy một mặt sợ hãi của hắn hơn nữa vẻ sợ hãi kia đang dần dần chậm rãi khắc sâu loại biểu tình biến hóa đó sự sợ hãi từng điểm từng điểm tăng thêm đấy vậy mà có thể rõ ràng đập vào mắt tất cả mọi người sinh mệnh thể hoàn mỹ nhất đại tư mệnh vẫn không cách nào làm được ung dung tuyên cổ bất biến trong lòng hắn cũng có sự sợ hãi nhục thân của hắn hoàn mỹ tới mức không tìm được bất luận khuyết điểm gì nhưng đạo tâm của hắn lại có khuyết điểm cũng không hoàn mỹ vô khuyết như nhục thân của hắn vậy. Thân là sinh mệnh thể đầu tiên trong vũ trụ, nhục thân của hắn là do thiên địa chế tạo ra, hoàn mỹ vô khuyết điểm. Nhưng thiên địa lại không thể cho hắn đạo tâm, đây có lẽ là sự tình chăm trọng nhất. Bất quá, điều này cũng không trách được đại tư mệnh. Cho dù là trung nhạc, nhìn thấy đạo quang mang này, tâm thần cũng trở nên đại loạn, không thể không chức thể hạn, bại lộ ra át chủ bài của chính mình. Đương nhiên trung nhạc dù sao cũng là dịch tiên sinh trước đây trí đoạt thiên hạ, nhất quán âm hiểm, át chủ bài và đòn sát thủ ẩn dấu một cái lại một cái bại lộ một cái rồi lại một cái mỗi một lần bại lộ ra đều là đau đớn muốn chết một bộ dáng tay vạ tới nơi ngày mai sẽ bị giết chết khiến cho người ta cho rằng hắn thật sự đã không còn con át chủ bài nào nữa kết quả thường lình bại lộ ra thêm một cái nữa quan trọng nhất chính là những đòn sát thủ trước đây của hắn đều có dự liệu loáng thoáng lộ ra một chút chân ngựa cũng không quá khiến cho người khác chú ý ví dụ như bảy đạo thân ảnh thiên đế này Trước đây hắn đã từng tiết triển qua Hơn nữa cũng không chỉ một lần Cũng không khiến cho người ta chú ý Nếu bàn về trình độ giảo hoạt Trung Nhạc còn vượt qua Đại Tư Mệnh không biết bao nhiêu lần Đây là do kinh lịch bất đồng của hai người tạo thành Đại Tư Mệnh vừa mới sinh ra Chính là sinh linh độc nhất vô nhị Đã trưởng khống trong tay lực lượng cường đại nhất Thống trị thế gian mấy trăm ức năm đẳng đẳng Không ai có thể lật đổ được hắn Mãi cho tới khi bị khởi nguyên giả ám toán Mà Trung Nhạc lại là khởi nghiệp dưới tình huống tay không thức sắt vô số thần ma ngập trời đều là địch nhân một đường đi tới căng thẳng như đi trên băng mỏng lo lắng chính mình chẳng biết lúc nào sẽ thua chính mình chôn vùi trong nó còn có thể khiến cho phục khi thần tộc chôn vùi theo cùng cho nên hắn vẫn luôn giống như một con thỏ yêu thích đào hang khắp nơi lưu lại cho chính mình từng cái sinh lộ mỗi khi bị người khác phát hiện ra một cái hang mà chính mình đã đào hắn đều là một bộ dạng bi phẫn gần chết ngày mai sẽ bị giết chết hồn nhiên chưa từng nghĩ tới một cái rồi lại một cái hang mà chính mình đã đào ra kia đạo quang mang kia chém tới trước mặt đại tư mệnh thần sắc sợ hãi trên mặt đại tư mệnh cũng đạt tới cực điểm thứ duy nhất khiến cho hắn sợ hãi thế gian này chính là tương lai của chính mình mà hắn đã nhìn thấy cái mà hắn một lòng muốn thay đổi chính là cái tương lai này nhưng hiện tại tương lai tự hồ cũng chưa từng thay đổi ấn chứng với dấu hiệu bất tưởng trong lòng của hắn lẽ nào hắn thật sự nhất định phải chết dưới đạo quang mang này hay sao âm 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 từng cỗ từng cỗ chấn động kịch liệt đột nhiên chuyển tới đạo giới chi môn nghiêng ngả siêu vẹo đạo giới vậy mà cũng đang trầm xuống cũng trong nháy mắt đạo quang mang kia sắp sửa đánh chết đại tư mệnh toàn bộ luôn hồi đằng rút cuộc xuyên thấu đạo giới vô số cành lá dây leo lạc ấn vào trong đạo giới tám vị thiên đế cùng nhau phát lực kéo đạo giới từ điểm trí cao rơi thẳng xuống dưới xoẹt một tiếng đạo quang mang kia xuyên qua bàn tay của đại tư mệnh cắt vào mi tâm của đại tư mệnh kéo theo thân thể của hắn bay lên văng thẳng về phía sau trong nhãn đồng của đại tư mệnh lộ ra thần sắc mê man từ bốn phương tám hướng bất kỳ một góc độ nào nhìn lại cũng có thể nhìn thấy sự hoang mang trong mắt của hắn tự hồ đang khốn hoặc tại sao tương lai vẫn không có thay đổi đạo giới siêu siêu vẹo vẹo đè nặng xuống mảng vũ trụ của tử vi liên tục động lên trên từng khỏa từng khỏa tinh tú từng đạo từng đạo tinh hà của tử vi quần tinh nhau nhau biến thành bột mịn lại va chạm thẳng với một góc của hư không giới âm âm trong hư không giới chuyển tới thanh âm răng rắc răng rắc nổ vang từng đạo từng đạo khiến nứt không gian lan tràn ra trong hư không giới lôi đình ầm ầm bùng phát đánh cho từng tôn từng tôn thần linh ma linh còn đang trong lúc ngủ say biến thành khói xanh tan thành mây khói từng sợi luân hồi đằng xuyên qua hàng rào đạo giới sợi dễ tương liên với nhau sau khi luân hồi đằng thứ bảy xuyên qua đạo giới lục giới quán thông mơ hồ hình thành bộ dáng một cái vòng tròn lớn đạo giới chi môn cũng vì vậy mà mở ra không còn là cánh cửa phong bế mà trong đạo giới cũng xuất hiện một tầng thể không khác đó là không gian luân hồi thân thể của từng tôn từng tôn đạo thần đột nhiên đại chấn có thể cảm ứng được chính mình đã quay trở lại trong luân hồi đột nhiên nhãn mâu của hộ thổ nương nương bất chợt trở nên sáng ngời thần trí vậy mà thanh tỉnh lại nước mắt quan sát khắp nơi thu hết thải cảnh tượng vào trong đáy mắt đạo thần này cũng không phải là đạo thần chân chính nàng cất bước đi ra bên ngoài cánh cửa lắc đầu nói mỗi một loại đại đạo đều có quy luật riêng của bản thân nó làm sao có thể để cho sinh linh trở thành thần của đại đạo được dựa vào lột đi cấu thân trở thành đạo thân chỉ sẽ rơi vào bẫy dập của đạo thần mà thôi nàng vừa mới đi tới sát biên giới của đạo giới chi môn đang muốn rời khỏi đạo giới sắc mặt đột nhiên đại biến nàng thanh tỉnh trở lại chỉ là thanh tỉnh ngắn ngủi là trong nháy mắt trung nhạc mạnh mẽ kéo đạo giới vào luân hồi trong nháy mắt đại đạo đạo giới dung hợp với luân hồi hình thành một chút hỗn loạn không rảnh không chế nàng mà thôi nhưng hiện tại đại đạo của đạo giới rất nhanh đã thích ứng với không gian luân hồi của đạo giới lại bắt đầu khiến cho nàng rơi vào trong bẫy dập đạo thần tử trúc linh căn của ta hậu thổ nương nương giơ tay lên bắt lấy tử trúc đang từ đằng xa bay tới khuôn mặt vặn vẹo đột nhiên dùng sức ném một cái ném linh căn tử trúc ra khỏi đạo giới biến thành một đạo linh quang lao thẳng về phía hạ giới không thể để cho ngươi cũng bị vây khốn ở trong này được đi đi hậu thổ nương nương dốc hết toàn bộ lực lượng cao giọng quát lên phục khí ta từng nhìn thấy qua tương lai Biết gió vận mệnh của ngươi Cứu ta Thần sắc trên mặt của nàng Đột nhiên khôi phục lại như lúc ban đầu Không chút bận tâm mọi chuyện xung quanh Không có bất cứ tình cảm nào Bộ dáng hờ hứng đứng trong đạo giới chi môn Nhìn thoáng về phía lên căn tử trúc Đang phi tốc rơi xuống hạ giới Trong mắt không mang theo bất kỳ cảm tình gì cả Cùng lúc đấy Lôi trạch đạo thần cũng thanh tỉnh trong nháy mắt Lập tức nhanh chóng lao thẳng về phía đạo giới chi môn Ý đồ muốn rời khỏi đạo giới Nhưng khoảng thời gian Trong một cái nháy mắt này Rất khó nắm chắc sau một khắc hắn vẫn là biến thành một tôn thần nhân đầu rồng rơi xuống đứng song song với hậu thổ nương nương sắc mặt thờ hững bẫy dập đạo thần cũng không dễ dàng phá vỡ như vậy hai vị tồn tại mở đường trong đạo thần này vẫn không thể nào nhảy ra khỏi bẫy dập đạo thần hoa tư nương nương không khỏi dùng mình một cái trong lòng âm thầm may mắn cơ duyên đạo thần của chính mình lúc trước đã bị khởi nguyên đạo thần cướp đi mất hai vị gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia chậm rãi đi tới Dừng lại bên cạnh lôi Trạch đạo thần và hội thủ nương nương nói. Đạo thần vẫn là đạo thần. Cũng sẽ không bởi vì đạo giới bị nhét vào luân hồi mà sẽ thay đổi. Bất đồng duy nhất đại khái chính là đạo thần. Có thể sẽ chết, sẽ rơi vào trong luân hồi. Đạo giới không còn siêu nhiên. Thậm chí có thể sẽ bị đánh nát. Lại một lần nữa mở ra. Hắn nhìn về phía tứ diện thần. Từ từ xa đi tới. Hắn nhìn cười nói. Mà hết thảy những chuyện này đều đang dựa theo quy tích thời gian không ngừng tiến lên chưa từng bao giờ thay đổi qua cá. Tứ diện thần nhìn chăm chằm hắn, ánh mắt lộ ra cảnh giác. Tại sao hỗn độn lại lên bờ? Gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia thẳng như nói. Nếu ta nói ta lên bờ là để kéo ngươi trở về, ngươi có tin không? Dù sao ta cũng là thủ lĩnh của các ngươi. Sắc mặt của tứ diện thần đại biến cười khanh khách nói. Trở về sao? Trong hỗn độn có gì tốt chứ? Trong hỗn độn không có gì cả, chỉ có thể ngao du trong thời gian một điểm biến hóa cũng đều không có một điểm lập thú cũng đều không có nếu ta đã lên bờ rồi vậy thì sẽ không trở về lại nói gốc linh căn từ trúc kia biến thành một đạo linh quang từ trên đạo giới hạo hạo đang đáng bay xuống rơi vào trong thiên đình ánh mắt của thần hậu đương nương phức tạp giơ bàn tay lên đạo linh quang này lập tức hội tụ vào trong lòng bàn tay của nàng một lúc sau một cây gậy trúc tử sắc lẳng lặng xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng thần hậu đương nương thở dài một tiếng linh căn tử trúc bay lên rơi vào trong tầng tầng quang luân sau đầu của nàng cành lá nhẹ nhàng phiêu động dẫn động từng vòng từng vòng linh quang linh căn tử trúc là bảo vật thành đạo của chân thân nàng vẫn luôn đi theo bản thể năm xưa thời điểm chân thân nàng xác lập luân hồi đạt được đại cơ duyên nhất cử trở thành đạo thần tử trúc cũng theo bản thể của nàng phi thăng tiến vào đạo giới mà thần hậu nương nương thì trở thành cấu thân bị ẩn giấu trong biển đạo huyết ở cổ vực địa thần tàng lúc đấy hậu thổ nương nương đã nhìn thấy một góc tương lai biết rõ tương lai phục khí thí sẽ có đại kiếp nạn sẽ có một gã phục khi trẻ tuổi trẻ quang ngàn vạn hiểm nguy đi tới nơi này thức tỉnh cấu thân của chính mình mà khi đấy thần hậu nương nương và hậu thổ nương nương cũng đều không biết vận bệnh của chính mình hậu thổ nương nương phi thăng thần hậu nương nương trở thành cấu thân dơ bẩn kết quả là hậu thổ nương nương rơi vào bẫy dập đạo thần mà thần hậu nương nương lại thừa kế ý thức của chính mình trở thành hậu thổ nương nương chân chính đại tư mánh đã chết rồi sao lúc bấy giờ trung nhạc khẽ nhú mày lâm và trầm tư bảy vị thiên đế sau lưng hắn chậm rãi tản đi biến mất trong bể đạo quang luân sau đầu của hắn trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy bất an nếu như đại tư mệnh đã chết rồi đối với hắn tuyệt đối không phải là một tin tức tốt dựa vào hoàng triều của hắn căn bản không thể đối kháng được đám tồn tại bọn cửa nguyên đạo thần và tứ diện thần hắn nhìn thấy đại tư mệnh bị đạo quang mang kia chém trúng đóng đinh tại mi tâm đại tư mệnh từ trong đạo giới chi môn văng ra thân thể to lớn kể cả sinh mệnh của thụ đồng thời cũng bị thiêu đốt rơi xuống hạ giới truyền mệnh lệnh của chấm lệnh cho chư đế xuất động tìm kiếm địa phương đại tư mệnh rơi xuống nhất định phải tìm được đại tư mệnh sống phải thấy người chết phải thấy xác trung nhạc truyền lệnh xuống mệnh lệnh rất nhanh thông qua ám phóng và đồ đằng thần chủ truyền đặt tới chư đế chư đế lập tức xuất lãnh vô số thần ma xuất động tìm kiếm khắp nơi trong từng cái từng cái thế giới cùng lúc đấy bên trong đạo giới chi môn Nguyên Nha lưng trở theo đám thần vương bọn bắt hoang, Phượng Thiên bay ra, bay nhanh về phía hạ giới. Phong Hữu Trung cũng thu động thiên dục của thuyền mà bay nhanh ra. Đại tư mệnh chiến bại, bị tứ diện thần đánh trọng thương, sinh tử chưa biết. Hiện tại, nếu như tiếp tục dây dưa với đám thần vương bọn Hắc Đế Bạch Đế, chỉ sợ ngay cả bọn họ cũng sẽ chết trong đạo giới chi môn, chỉ có thể thừa dịp thời cơ hỗn loạn, lúc đạo giới vừa mới bị kéo vào trong lân hồi, tạo thành mà rời khỏi. Trung Nhạc nhìn thấy phong hữu trung và thiên dục của thuyền bay ra, thở phào nhẹ nhõm một cái ngẩng đầu nhìn lên lúc này đạo giới chi môn đã mở rộng thân ảnh từng tôn đạo thần vĩ ngạn đứng rừng sững phía sau cánh cửa ánh mắt giống như minh châu diệu thế nhìn về phía hắn khiến cho trong lòng của hắn nhất thời căng thẳng rơi vào bẫy dập đạo thần ý thức của bọn họ chính là ý thức của đạo là ý chí của đạo giới lần này ta kéo đạo giới vào trong lân hồi xem ra là đã khiến cho đạo giới và đạo của đạo giới cho rằng ta là một cái uy hiếp rồi Quay mắt trung nhạc nhớ lên Trong lòng khẽ lầm bầm nói Đừng nói là đạo giới sẽ tới khởi tên khốn bạch đế kia tới chém ta Tất cả át chủ bay và đòn sắp thủ của ta Cũng đều đã bại lộ cả rồi Mà trong đạo giới chi môn Tứ chân thần nói với khởi nguyên đạo thần Phục khí đã triệt để bại lộ đòn sắp thủ rồi Kẻ này thật sự là bất phàm Trong trận chiến lần trước Là vẫn còn có thể giấu lại một tay Bất quá hiện tại hắn hắn Là đã không còn hàng tích chữ nữa rồi Kẻ này đã có thể bị chúng ta ung dung giết chết được rồi Đế nhạc cực kỳ giàu hát Vượt qua đại tư mệnh cấp trăm ngàn lần Lúc trước chúng ta thăm dò ra thất đạo luân hồi của hắn Đều cho rằng thất đạo luân hồi của hắn là không gian thất đạo luân hồi Kết quả thử dò xét cũng là không gian thất đạo luân hồi Thế nhưng nào ngờ hắn luyện thành lại là trụ quang thất đạo luân hồi Khởi nguyên đạo thần nói Nếu không phải lần trước hắn xuất lĩnh chưa đế Ám toán các ngươi Một lòng cầu thắng thi triển ra trụ quang thất đạo luân hồi tất cả chúng ta đều đã bị hắn giấu giếm rồi đế nhạc yêu thích cần giấu bí mật lưu lại dư thú lần này hắn bộc lộ ra chỗ đáng sợ chân chính của trụ quang thất đạo luân hồi thân tương lai thân quá khứ quả thật không tầm thường tương đương với tám vị đế nhạc nhưng tòa đan chứng hắn vẫn chưa phải xuất hết dư thú có khả năng còn ẩn giấu lại một hoặc là mấy áp chủ bài đáng sợ nữa kìa đám người hắc đế bạch đế nhao nhao gật đầu một đời thiên hoàng hoàng đế triều đại này sâu không thể lường người khác đều chỉ chú ý tới thân phận thiên hoàng đế của hắn nhưng tất cả mọi người cơ hồ đã quên mất một điều chính là hắn cũng là một tôn đạo tôn thời điểm chưa thành thiên đế hắn cũng là tồn tại tể danh với phong đạo tôn sau khi trở thành thiên đế cái danh hiệu này đã dần dần bị người khác quên mất thân là đạo tôn thủ đoạn của trung nhạc rất nhiều đòn sát thủ cũng là không có khả năng bại lộ toàn bộ hắc đế xem thường hắn thế cho nên đã bị tìm được thánh địa đánh nát thánh địa hắn lại bày cục dẫn phát hắc đế bạch đế tranh đấu cơ hồ một lưới bắt hết hắc bạch nhị đế và thiên tứ diện thần hiện tại trung nhạc đã bại lộ thân tương lai thân quá khứ nhưng khởi nguyên đạo thần cũng không cho rằng trung nhạc đã bại lộ toàn bộ các đòn sát thủ cũng hoàn toàn có khả năng chiến lược của một mình trung nhạc cũng đã cao tới mức đáng sợ là tồn tại đẳng cấp hắc đế bạch đế chỉ cách tạo thần có nửa bước nếu lại cộng thêm bảy thân tương lai thân quá khứ của hắn vậy chiến lực sẽ hoàn toàn bao trùm lên hắc đế bạch đế gọi là đệ nhất nhân dưới đạo thần cũng không quá đáng sở dĩ không bằng được đạo thần là bởi vì đạo thần thật sự là quá cường đại ví dụ như khởi nguyên đạo thần tứ diện thần những tồn tại bậc này đã không phải là dựa vào nhiều người sẽ có thể địch nổi đại tư mệnh cũng là tồn tại bậc này cho dù là tám tôn thân quá khứ thân hiện tại thân tương lai của trung nhạc kết hợp cùng một chỗ chỉ sợ cũng khó có thể phá giải nhục thân kỳ dị của tứ diện thần và đại tư mệnh đại tư mệnh có phải đã thật sự chết rồi không tiên thiên tà đế đột nhiên hỏi tứ diện thần và bạch đế đồng thời lắc đầu đại tư mệnh không phải dễ dàng có thể bị giết chết như vậy ta thế khởi bạch đế chém hắn bạch đế bất quá chỉ là nửa tôn đạo thần cộng thêm lực lượng của ta cũng chỉ có thể đánh hắn trọng thương căn bản không thể giết chết hắn được tứ diện thần nói Năm xưa khi đại tư mệnh sinh ra Sinh vật hỗn độn cũng nhịn không được Đi tới tán dương chúc phúc Bản thân ta cũng có mặt trong đấy Thân là một trong những người tán dương Và người chúc phúc Ban cho hắn phúc phận vô tận Ta đã chúc phúc cho hắn Nghĩ muốn giết chết, chết hắn Căn bản là không có khả năng Chỉ có thể thương tổn hắn ta Chỉ khi nào bạch tế hoàn toàn trở thành đạo thân Mà kẻ tới khởi bạch tế chính là đạo giới Như vậy mới có khả năng giết chết được hắn Năm xưa thời điểm vũ trụ sinh ra đại tư mệnh sinh ra thân là sinh mệnh đầu tiên trong thiên địa sinh linh độc nhất vô nhị sinh vật trong hỗn độn nhao nhao hàng lâm chúc phúc cho đại tư mệnh nội dung chúc phúc đã không thể nào khảo chứng nhưng thân là sinh vật trong hỗn độn phúc phận đã băn thưởng ra không thể thu hồi lại được hơn nữa sinh vật hỗn độn chúc phúc tương đương với một loại khế ước năm xưa tứ diện thần chúc phúc cho đại tư mệnh nghĩ muốn chết chết đại tư mệnh chính là làm trái với khế ước năm xưa do chính mình định ra tự nhiên là cực kỳ khó khăn cái nguyên đạo thần mìm cười nói Đạo giới vẫn chưa hoàn mỹ Sao đại tư mệnh có thể chết được Lần này chúng ta không phải là muốn giết chết hắn Mà là cấp cho hắn một bài học Gieo vào trong tâm linh của hắn một hạt giống Nhục thân của hắn hoàn mỹ Thế nhưng đạo tâm lại không bằng nhục thân Có sơ hở Đạo hữu thương tổn hắn Chính là khiến cho sơ hở Trong đạo tâm của hắn càng lớn hơn thôi Một gã hỗn độn khác kìa Tứ diện thần thoáng do dự một chút nhìn về phía sâu bên trong đạo giới thoáng ngần người chỉ thấy gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đã không cánh mà bay cặp mày không khỏi nhíu chặt nói vị tồn tại này khiến cho tâm linh của ta bất an lai lịch của hắn cực kỳ khả nghi không thể không phòng khởi nguyên đạo thần biết rõ hai người này đều là đồng nguyên sinh ra mà gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia đã nói rõ ý đồ lên bờ của chính mình là muốn để cho lịch sử trở về quỹ đạo còn muốn kéo tứ diện thần trở về trong hỗn độn không muốn để cho hắn thay đổi quy tích thời gian cho nên tứ diện thần đối với hắn vô cùng kiên kỵ hiện tại sinh vật hỗn độn xuất hiện trên thế gian có tổng cộng 3 tôn tứ diện thần hỗn độn đế còn có thần nhân hỗn độn thất khiếu cả ba sinh vật hỗn độn này lên bờ đều có mục đích riêng của chính mình hỗn độn đế siêu nhiên thế ngoại nhất mục đích của hắn là muốn quan sát cái sinh linh khiến cho hướng đi tương lai thay đổi này thân là một kẻ quan sát hắn vẫn luôn ở một bên quan sát cũng không có ý niệm nhập thế mà mục đích của tứ diện thần và gã thần nhân hỗn độn thất khiếu kia vậy thì phi thường mịt mù rồi thần nhân hỗn độn thất khiếu từng nói qua mục đích của hắn là muốn khiến cho tương lai vận đục trở về quỹ đạo khiến cho hỗn độn có thể ngao du trong thời gian quá khứ và tương lai nhưng tứ diện thần lại chưa từng bao giờ nói rõ ràng mục đích của hắn đạo hữu không cần phải lo lắng hắn đã đi rồi khởi nguyên đạo thần nói hắn là nhục thân thành đạo thành tiệu đạo thần Ta xem hành vi cử chỉ của hắn Cũng không có xung đột với chúng ta Ngược lại hắn còn có mục tiêu chung với chúng ta Cho nên hắn cũng không phải là đối địch Chán lại còn có thể làm đồng bán Thân là đạo hiếu Tứ diện thần khẽ nhíu mày Trong lòng vẫn còn có chút bất an Mặc dù ngoài miệng khởi nguyên đạo thần Nói là như vậy Nhưng sợ rằng trong lòng của hắn Cũng không thật sự nghĩ như vậy Điểm này trong lòng tứ diện thần biết rất rõ ràng Thần nhân hỗn độn thất khiếu Từng nói qua mục đích của hắn Ngoại trừ khiến cho la lịch lịch sử trở về đúng quý đạo gia còn muốn kéo tứ diện thần trở về hỗn độn mục đích này khởi nguyên đạo thần cũng không hề nhắc tới hiển nhiên khởi nguyên đạo thần đối với hắn vẫn luôn rất phòng bị mục đích giữ lại thần nhân hỗn độn thất khiếu chính là muốn kiềm chế tứ diện thần hắn tứ diện thần cũng không vạch trần chuyện này chỉ có thể âm thầm đề phòng miễn cho tại thời điểm nhận được trái cây nên hái lại bị khởi nguyên đạo thần và thần nhân hỗn độn thất khiếu liên thủ ám toán đạo giới tiến vào luân hồi đại đạo phát sinh thay đổi chúng ta còn phải sớm tiến hành nghiên cứu mới được khởi nguyên đạo thần nói đạo giới hiện tại đã có được không gian luân hồi nếu chúng ta không thể trưởng khống trong tay chỉ sợ sẽ bị đế nhạc thừa dịp hư mà vào đám người cùng nhau nhau gật đầu Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 345 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại